Xin chào tất cả các bác đã quay lại với kênh Trường Dâu nhé. Thì hôm nay bên em đã về lô ống đầu tiên và đang tiến hành sản xuất cái ống lọc để gửi cho các bác. Thì qua vừa rồi thì có rất nhiều bác đặt đơn, nhưng mà dù là đầu năm này do cái biến động của thị trường nên cái ống 250 bên công ty người ta sản xuất chậm, cho nên là bây giờ em mới có hàng làm thì sẽ tiến hành làm để gửi đi cho các bác. Thì cũng rất chi là mong các bác thông cảm với em với các cái đơn hàng các bác đặt mà chưa thể gửi ngay cho các bác được. Thì hôm nay thì ống sẽ về thì em sẽ làm nhanh nhất có thể và gửi đi cho các bác, nhưng mà nó vẫn sẽ phải đảm bảo cái chất lượng để về các bác sử dụng. Thì ở đây là cái ống 250, ống em làm bằng ống tốt, thương hiệu tốt nha. Các bác nhìn thấy là cái ống, độ bóng của ống là các bác sẽ biết, và cái độ dày của ống, để em quay cái độ dày của ống cho các bác xem. Đấy, đây cái ống em làm cho các bác dày như thế này. Và ở đây là anh Thân, anh đang tiến hành chia ống để cắt. Thì một cây ống này nó sẽ rơi vào 4 mét các bác ạ. Và em sẽ chia thành 3 cây. Mỗi cây là nó sẽ, sau này em hàn nắp và chế thêm đầu riêng ở bên trên thì nó sẽ rơi vào 1,4 mét một cây. Thì khi mà các bác có thể là mua ống về chế cũng được. Thì các bác cứ làm theo cái hình thức như em thì ở đây đang vanh và chi ra. Thì ở đây sẽ chia thành 3 phần nhé. Thì một cây ống này là sẽ chia được thành 3 cây các bác ạ. Đây thì đang tiến hành đánh dấu các cái điểm này các bác. Đây các bác thấy là cái đơn ống nó mới về đây. Sản xuất ngày 13 tháng 3 này năm 2021 nha các bác nha. Đây. Đấy. Nên là cái ống này mới về bên em hôm qua thôi các bác ạ. Và hôm nay đang tiến hành là sản xuất ống để gửi đi cho các bác. Cho nên là cũng rất chi là mong các bác thông cảm vì cái hàng nó về muộn nên không thể gửi ngay cho các bác được. Thì đây là đánh dấu cái điểm để mình khoan lỗ cho nó chuẩn, cho nó đẹp các bác. Thì ở đây là sẽ đánh dấu các cái điểm như thế này. Mình cắt ở đây và ở đây mình trừ ra, và ở đây mình sẽ đưa cái mũi khoan vào, mình khoan một cái lỗ ở đây để sau mình đưa cái ống qua nha các bác nha. Đấy, tất cả các cái điểm này anh Thân anh đang đánh dấu. Đó, đánh dấu các cái điểm của cái cây ống này. Đấy, sao mình khoan lỗ trước đi, xong mình cắt sau cho nó dễ các bác. Còn ví dụ như các bác làm để cho gia đình dùng thì các bác đánh dấu hai đầu. Các bác trừ ra hai đầu khoảng độ, mỗi bên khoảng độ 8 đến 10 phân. 10 phân đi. Sau đó các bác đánh dấu hai điểm hai đầu rồi các bác đưa mũi khoan và các bác khoan lỗ cho em. Thường thường thì các bác nên khoan bằng cái ống 48 hoặc 49. Đấy. Thì nó tua thì khi mà cái nguồn nước nó vào sau này nó lọc nó sẽ thoáng hơn nha. Và đây là các cái lỗ khoan mà được đánh dấu khoan của các bác nha. Đấy, mình khoan các cái đầu điểm lỗ khoan như thế này. Thì sẽ khoan bằng cái mũi khoan 48, mũi cắt kính các bác. Các bác có thể ra quán điện nước mua cái mũi khoan này nha. Thank you.
Đây thì các bác thấy là tất cả các cái công đoạn mà cắt ống rồi khoan lỗ thì đã làm xong rồi, và bây giờ đến lượt là cắt ống lọc. Đây là đang tiến hành cắt ống lọc các bác. Thì đây các bác thấy cái ống lọc đây, cắt sẵn rồi nha. Hình thân anh đang cắt đây thì cắt bằng cái ống này là ống C2 các bác. Đấy, ống thì nó rất là dày. Đây, các bác nhìn thấy cái ống lọc cắt cứ rãnh. Thì đây là các bác thấy là sau khi cắt cái ống rãnh này vào đấy, xong các bác thì sẽ đưa qua cái ống này như thế này đây, và ở đây là cái nắp bịt nha, cái nắp bịt 48 này thì sẽ đưa vào bịt vào cái đường trong cái đường ống này để tránh cái trường hợp mà sau này nó bị cát nó chui vào các bác. Thì các bác thấy đây là bên trong cái cây lọc này đấy, cái nắp bịt là được bịt như thế này nha. Đây thì sau khi mà đưa vào bịt như thế này đấy thì sẽ tiến hành điều chỉnh cho nó cân lại và đưa dây hàn nước vào, em sẽ hàn cố định cái đầu đuôi lại, và cái đầu ngoài này sẽ hàn cố định lại các bác nhé. Tất cả là sẽ được hàn cố định lại, còn cái điểm này là ta sẽ vào keo này, ta sẽ vào keo cho nó tránh cái trường hợp nó giả dị nước thêm một lần nữa cho nó chắc. Tuy là ở ngoài đây hàn rồi nhưng mà em cũng cẩn thận vào tí một lớp keo ở bên đây này đấy cho nó chắc. Ở đây là sau khi hàn xong đang tiến hành vô keo đây các bác. Đây là vô một lớp keo dày nhé. Đây, vào một lớp keo thế này cho nó khô đi, xong rồi ta tiếp tục ta vào một lớp nữa. Đấy. Thì ở cái kia là em đang tiến hành em hàn ống. Bên kia là anh thân anh đang cắt cái vanh ra để sau này ép cái đó ra làm cái tấm nắp các bác. Đấy. Sẽ vào hai cái lớp nắp cho bác các bác. Đấy thì cái miếng ép kia kìa, miếng ép kia sau em cắt em vanh ra thì sẽ vào một lớp ở đây cho các bác này, vào một lớp nắp ở dưới đây, sau đó ví dùng cái nắp bịt trong kia đấy đậy lên đây một nắp nữa, và ở trên đây sẽ hàn hai lớp làm cái đường riêng cho các bác sau này các bác thay vật liệu. Đấy, làm như vậy thì nó khá chứ là chắc chắn các bác dùng sẽ không bao giờ nó bị bung nắp và vỡ nắp nữa nhé.